các chị nha. Đây ạ, à, hôm nay xả bom đồng hồ tiếp đây các chị ơi, cho khách xem hàng mà chưa cả xem hàng này. Rồi mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ nữ này. Bạn này mua đăng giá 950 000 một đôi này, bây giờ em xả cho các chị luôn nha. Xả không bằng nửa giá tiền vừa bóc vừa xả cho các chị luôn. Các chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá. Đấy, mẫu đồng hồ quá xinh luôn mà bị bom đây đồng hồ. Hôm nay em sẽ xả cho các chị là đồng hồ nữ và vừa làm đồng hồ vừa làm một chiếc đăng tay đến mã nào thì các chị phải nhanh tay để lại số điện thoại nhá. Bọc rất cẩn thận này, chống xốp, chống xước cho các chị. Ui giời Xinh nhỉ. Eo ơi các chị ơi Đồng hồ lắc tay quá xinh luôn Mẫu này em bán cực kỳ là nhiều Nhưng mà bị bom về chắc là tầm 10 chiếc Em sẽ xả cho chị luôn kèm theo một thẻ báo hành nha Đến đến mẫu nào thì em sẽ xả cho chị đây Cái mẫu này hai màu Các chị xem này hàng mới nguyên này Còn chưa cả 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 bóc ra để mà xem hàng Mà bây giờ em xả cho các chị luôn Đấy đặt, đặt, thành một mã cho chị đi Mã A11 nha các chị nhá hai màu này à quên A12 ạ à. A12 đồng hồ lắc tay cho chị luôn Đấy 550.000 một chiếc mà bây giờ bị bom đấy ạ à. Em xả cho chị với giá là bao nhiêu ạ à? 199.000 một chiếc mã A12 Chị nào lấy A12 để lại số điện thoại cho em A12 màu vàng Em sẽ lần lượt gợp bóc từng cái Và A12 màu trắng Ui màu trắng tinh khôi chưa Trời ơi tuyệt vời luôn Các chị ơi màu trắng đẹp hơn màu vàng rất là nhiều này các chị này đấy Ui ơi, màu bạch kim Nó gọi là màu bạch kim nhá các chị nha Trẻ chưa Phun đá này A12 màu trắng kèm số điện thoại 199.000 một chiếc A12 màu vàng kèm số điện thoại 199.000 một chiếc cho các chị luôn 199.000 thôi các chị ơi Đồng hồ lắc tay, mặt size 20, chống nước tuyệt đối cho mình Đi nắng, đi mưa thoải mái Kèm theo một thẻ báo hành 1 đối 1 trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em Đang bán 550 000 một chiếc mà bây giờ phải giảm cho các chị với giá 199.000 một chiếc các chị nhá 199.000 Đấy Em sẽ đi kỹ từng màu cho ạ à. 199.000 A12 kèm màu kèm số thoại Đây phải đi màu trắng trước Bởi vì nói thật với chị là màu vàng còn rất nhiều Nhưng mà khách đặt màu trắng nhiều Nên phải giới thiệu với chị màu trắng Bởi vì nhìn các chị này Đấy các chị nhìn kỹ hộ em nha Hàng phun đá này đầu tiên là sẽ còn lắc này Đồng hồ lắc tay đeo vào tay cho chị xem luôn A12 màu trắng kèm số thoại cho em 199.000 một chiếc Các chị xem này tuyệt vời chưa Vừa làm đồng hồ vừa làm một chiếc lắc tay Máy thụy sĩ chạy bằng pin Báo hành cho các chị chọn đời dây kim loại không phai không đen không ứa mặt size 20 chống nước tuyệt đối cho mình luôn. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng. A12 màu trắng kèm sốn thoại đeo mặt trước cũng rất là xinh và đeo mặt sau cũng rất là xinh. Mẫu này thì đeo lên cực kỳ là trẻ luôn các chị nhá. Đấy mình đeo lên vừa xem giờ vừa làm đồ trang điểm lắc tay lắc tiếc cho các chị luôn. 199 000 thôi. A12 199k màu trắng kèm sốn thoại các chị nhá, đẹp chưa? Đấy các chị ơi đẹp tuyệt vời luôn. Hàng mới nguyên được xem hàng nhá. Đây cầm đến tay cho chị xem này. Đấy, bóng rất là bóng mặt size 20 Máy Thụy Sĩ chống nước tuyệt đối cho mình nhá Để lại số điện thoại cho em là A12 màu trắng kèm số điện thoại Và tiếp theo đây là A12 màu vàng Đấy, A12 màu vàng kèm số thoại cho em 199.000 một chiếc Nhanh tay để lại số thoại thì có hàng chậm tay để hết hàng nha Đeo lên tay cho chị này A12 màu vàng, nó không được đẹp như cái màu trắng nhỉ Màu vàng này thì nó hơi lợt lợt một tí Nhưng mà được thực chất là chị nào thích màu vàng thì lấy màu vàng Còn em theo em em cứ lấy màu trắng Bởi vì màu trắng đeo lên sáng tay lắm luôn ạ Rồi A12 màu vàng kèm số thoại hai màu yêu tình yêu lựa chọn nha 199 kèm số thoại cho em đồng hồ là máy Thụy Sĩ này chạy bằng pin này 199.000 một chiếc ngay tại livestream xả bom này đấy được mua với giá 199.000 các chị nhá hai màu A12 màu trắng kèm số điện thoại A12 màu đen kèm số điện thoại cho em à, uh, uh... À, A12 màu vàng kèm số thoại nhớ chị nhá 199.000 một chiếc kèm theo một thẻ bảo hành 1 đối 1 trong vòng 1 năm được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em chống nước chống xước tuyệt đối cho mình luôn nha rồi chị nào lấy thì để lại số thoại cho em là A12 màu vàng hoặc A12 màu trắng kèm số thoại các chị nhìn vào cái mặt này Nhìn cái mặt màu trắng nó vẫn rất là hiện số, nó rất là thanh Cái mặt này thì chấm thì nó không được thanh lắm nhá Rồi đấy là số điện thoại cho em là A12 Kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá